Xin chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình. Thưa quý vị, liên tiếp 2 ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh có mưa, cục bộ có nơi mưa to và dông sét xuất hiện vào đêm và rạng sáng. Trong 24 giờ qua, tính từ 7 giờ ngày 23 tháng 8 đến 7 giờ ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi lớn hơn như Cúc Phương 45,9 mm, Bến Đế 42,9 mm và Tam Điệp 56,4 mm. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình, trong đêm nay và ngày mai, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ. Kết hợp với hội tụ gió 5.000 m sẽ có xu hướng hoạt động yếu dần. Tuy nhiên vẫn sẽ gây mưa, mưa vừa mưa to đến rất to và dông cho các khu vực trong tỉnh. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Lượng mưa tại thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp, huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, huyện Hoa Lư từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 60 mm. Tại huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn, huyện Yên Mô, lượng mưa từ 25 đến 50 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy khi di chuyển, quý vị và các bạn hãy chú ý quan sát cẩn thận, nhất là với các khu vực công trường đang thi công, nơi có nhiều tấm tôn sắt lớn, vì trời mưa gió lớn có thể gây thổi bay bất chợt các vật này. Sẽ gây nguy hiểm nếu bị các vật này bay trúng. Vì vậy nếu có thể thì quý vị hãy di chuyển qua con đường khác để tránh khu vực này, hoặc tạm dừng chân ở nơi khô ráo chắc chắn, chờ cho cơn dông đi qua rồi mới tiếp tục hành trình của mình. Tiếp theo là thông tin dự báo thời tiết các khu vực của tỉnh Ninh Bình trong đêm nay và ngày mai. Khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C, độ ẩm từ 78 đến 98%. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C, độ ẩm từ 78 đến 98%. Khu vực huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn, mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C, độ ẩm từ 88 đến 96%. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C, độ ẩm từ 70 đến 96%. Về các thông tin dự báo thủy văn, thủy triều thấp, mực nước trên các sông biến đổi chậm theo xu thế lên và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,9 đến 2,1 m, thấp hơn mức báo động 1 từ 0,9 đến 1,1 m. Trên sông đáy tại Ninh Bình ở mức 1,5 đến 1,7 m, thấp hơn mức báo động 1 từ 0,8 đến 1 m. Thông tin dự báo thời tiết thủy văn tỉnh Ninh Bình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.